Mẹo dân gian khắc phục viêm đại tràng nặng mấy cũng khỏi. Nhưng ai đang bị viêm đại tràng hãy dừng lại một phút để xem, đọc hết, áp dụng thì cả đời sẽ không lo viêm đại tràng nhé. Viêm đại tràng là một nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh, làm cho cơ thể mệt mỏi, khó chịu, ăn nhiều nhưng không béo, đầy bụng trướng hơi, phân đi ngoài không thành khuôn, núc táo, núc lỏng, đó là do mất cân bằng lợi khuẩn của đường tiêu hóa. Có một bài thuốc sau đây mách cho cô chú anh chị đơn giản hiệu quả. Ta ra hiệu thuốc mua con tằm, dâu tằm, mỗi thứ 250g, vừng đen 500g, đồ chín sấy khô, tán nhỏ thành bột, trộn với mật ong, viên thành viên và dùng ngày từ 5 đến 10g. Chỉ sau 15 đến 20 ngày bệnh đã dần và ổn định. Để khắc phục tận gốc, ta hãy có kế hoạch bổ sung lợi khuẩn và làm sạch đường tiêu hóa bằng ích thanh trà bạn nhé.